Mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã có buổi làm việc với ông Simon Vanderburg, Tổng lãnh sự Hà Lan tại thành phố Hồ Chí Minh về một số vấn đề trong phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và ứng phó với biến đổi khí hậu. Theo Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Tổng lãnh sự Simon Vanderburg đánh giá cao nỗ lực của ngành nông nghiệp Cần Thơ và khẳng định Hà Lan rất mong muốn thiết lập quan hệ đối tác trong lĩnh vực nông nghiệp với thành phố Cần Thơ. Lãnh sự quán Hà Lan đề nghị được phối hợp với chính quyền thành phố thực hiện kết nối doanh nghiệp và các hộ chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp cần thơ với các đối tác nước ngoài, trong đó có Hà Lan. Hà Lan cũng sẽ cử chuyên gia về công nghệ sau thu hoạch đến Cần Thơ, thực hiện chuyển giao công nghệ khép kín, đảm bảo giảm thiểu thất thoát nông sản sau thu hoạch, đồng thời hỗ trợ nhập các máy móc, thiết bị hiện đại cho quy trình chế biến, bảo quản, đóng gói nông sản ngay tại nguồn, tránh việc hư hỏng do ùn ứ, trữ lâu trong kho không đảm bảo điều kiện lưu trữ hàng nông sản.